bữa nay giao lưỡi cho anh khách bên thư viện tỉnh nha anh em. Có mấy mẫu 4,5 này, câu cá cò là rất là êm rồi nha. Cái này là thép 2,5 ly, cái này là 1+ là so súng với 1+2 ly là thép trắng hết, 2,5 ly này là thép đen nha. 2+ này 4,5 và 2+ này 4 phân. Anh em nào có nhu cầu đặt thì liên hệ bên em nè. Cỡ bé lớn này là câu cá cò mà cỡ ngón tay vậy là dính hết nha anh em. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng câu cá nhỏ thì liên hệ bên em. Cỡ mà tháng 7, tháng 8 bắt đầu mưa xuống mà lòng gọng nó đẻ đó, rồi cá nó lớn lên cỡ ngón tay là anh em bắt câu dính hết. Rồi, dòng 2,5 ly này thì giờ cũng bá cháy luôn. Cái này cỡ hôm nay dài 4 phân. Cá nhỏ thì anh em giật hay kéo gì cũng dính. Còn cá bự thì anh em cho nó nuốt lưỡi luôn, cỡ ký ngoài 2 ký cho nó nuốt lưỡi. Dòng này thép đen 2,5 ly nó cứng lắm, nên anh em kéo cá ký ngoài 2 ký 3 ký kéo bình thường, quan trọng là cá nó ăn hay không thôi. Cá nó ăn là anh em cho nó nuốt lưỡi cũng dính luôn. Lưỡi này là lưỡi sát thủ nha anh em, sát thủ là cá nhỏ cá bự là dính hết. Còn mấy dòng này thì anh em tập trung câu cá nhỏ thôi, tại vì cộng nó nhỏ lắm. Cộng này câu cá nhỏ sát thủ hơn. Lò xo súng và thép trắng 2 ly. Cái nào cũng có đặc điểm gì hết. Lò xo súng thì nó có độ đàn hồi, còn thép trắng thì nó cứng. Câu không bao giờ gỉ nha anh em. Không bao giờ gỉ nha. Cái này xài nồng cỏ. Anh em nào muốn xài nồng điện thì cũng đồng giá luôn. Làm không qua lửa nha anh em. Xài nồng điện thì liên hệ thì nhắn tin cho Trang em thì em làm nồng điện cho anh em luôn. Đồng giá là 101 một cái, rồi một cặp thì 200. Có nhiều mẫu mã khác nhau lắm nha, anh em muốn đặt mẫu nào thì đặt, tại vì bên em gia công theo yêu cầu nên anh em muốn đặt loại nào đặt, dài bao nhiêu cũng nhận hết. 3,5 cũng nhận luôn, nhỏ nhất 3,5 nha anh em. Lưỡi bào dính cá, không dính thì đổi hàng thoải mái. Em có để đường link cái trang của em ở dưới, anh em có cứ liên hệ vô rồi xem hàng ở dưới. Đẹp lắm, cả này làm cả đó đẹp lắm. Rồi chào anh em nha.